Sáng ngày 9 tháng 10, Công an Đắk Nông nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể đã và đang phân hủy tại khu vực vắng ở nghĩa trang thuộc thôn Tuy Đức, xã Đắk Búc Sô, huyện Tuy Đức. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại huyện Tuy Đức phát hiện hai thi thể người tại khu vực vắng trong nghĩa trang tại xã Đắk Búc Sô. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức cũng xác nhận việc phát hiện ra hai thi thể người đang phân hủy nặng vào sáng ngày 9 tháng 10. Chiều ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông có thông tin chính thức về vụ việc phát hiện thi thể người tại khu vực vắng ở thôn Tuy Đức, xã Đắk Búc Sô, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng khẳng định các phần thi thể được phát hiện là của cùng một người, không phải là hai người như thông tin trước đó. Qua khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi, xác định các bộ phận của thi thể được phát hiện trong khu vực hiện trường liền mạch với nhau, hệ thống xương sống, răng kích thước nhỏ, có căn cứ đánh giá hệ thống xương, các phần thi thể phát hiện được là của cùng một người. Nạn nhân là trẻ em, nữ giới, thời gian nạn nhân tử vong khoảng 7 đến 20 ngày. Ngày 12 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã ra quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể một bé gái đã phân hủy tại khu vực vắng ở thôn Tuy Đức, xã Đắk Búc Sô, huyện Tuy Đức. Theo cơ quan công an, nạn nhân là nữ, khoảng 2 đến 5 tuổi, có tóc màu đen. Thời điểm phát hiện tử thi đã phân hủy nên không xác định được chiều cao. Cạnh thi thể có một áo bông, dạng áo lông, màu trắng dài tay, kích thước dài từ cổ áo đến lai dưới áo là 31cm, có quần màu trắng dài 50cm. Hiện trường còn có một áo vải dài tay, màu hồng, trắng, kích thước dài 36cm. Mặt trước áo có họa tiết hình thú, dòng chữ slip, một quần vải dài màu hồng dài 42cm. Ngoài ra, công an còn phát hiện một vòng kim loại nhỏ, hình tròn, dạng khuyên tai, đường kính 1,2cm gần tử thi. Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị công an trực thuộc tỉnh Đắk Nông phối hợp truy tìm. Do vụ án này thi thể đã phân hủy đến xương, do đó sẽ phải nhận diện dựa vào răng, xương. Có thể răng của mỗi người không hoàn toàn đặc biệt như dấu vân tay. Tuy nhiên, bằng chứng nha khoa cũng có thể là công cụ để xác định danh tính. Kích thước của những chiếc răng có thể cho ta biết manh mối về độ tuổi tương đối của nạn nhân dựa theo tốc độ phát triển của chúng. Người thuộc các dân tộc khác nhau cũng có những đặc tính nha khoa khác nhau. Thói quen ăn uống cũng như lối sống của họ trải qua thời gian sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của răng, xương và tóc. Mặc dù chúng ta đều cố gắng tránh không muốn bị gãy xương, nhưng nó lại có thể là bằng chứng quan trọng giúp xác định danh tính của bản thân sau khi chết. Dấu hiệu của những chấn thương xương nghiêm trọng đã giúp cảnh sát Canada nhận định một xác chết vào năm 1998. Kết quả phân tích ADN và răng của nạn nhân đều không đi đến kết luận. Nhưng các giám định pháp y đã tìm ra một vết nứt trên xương sườn và cả dấu hiệu nạn nhân đã trải qua phẫu thuật khoan sọ bằng trephine. Đặc điểm này giống với đối tượng đã được thông báo mất tích một tháng trước đó. Gia đình anh ta cho biết vài tháng trước, anh đã bị đâm xe và phải nằm viện điều trị. Đối chiếu phim chụp X quang còn lưu lại bệnh viện, các chuyên gia đã kết luận những dấu vết thương tích hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Trong một số trường hợp, răng là thứ duy nhất sót lại trên người nạn nhân có thể mang ra xét nghiệm. Các nhà giám định pháp y sẽ so sánh những chiếc răng của họ với dữ liệu nha khoa nếu có, hoặc tìm kiếm những đặc điểm đặc biệt trên răng để xác định danh tính của chủ nhân. Ngoài ra, vết cắn của mỗi người cũng có thể là dấu hiệu nhận dạng rất quan trọng. Cuối cùng là tóc. Kết quả có được từ phân tích tóc để xác định danh tính của người chết thường gây ra khá nhiều tranh cãi. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng, bao gồm khu vực xác chết được tìm thấy, tuổi tác và chủng tộc của nạn nhân. Ngoài ra, tiêu chuẩn phân tích cũng phải thay đổi dựa trên cách thức gội đầu, cắt tóc mà nạn nhân thường xuyên sử dụng. Truy tìm tung tích nạn nhân là một nhiệm vụ quan trọng trong điều tra vụ án hình sự nói chung và trong điều tra vụ án giết người nói riêng. Việc xác định chính xác tung tích, lai lịch của nạn nhân giúp giải quyết vụ án nhanh chóng, khách quan và toàn diện. Tận dụng hiệu quả các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân giúp cơ quan điều tra thu thập các thông tin quan trọng về nhân thân, lai lịch, mối quan hệ của nạn nhân khi còn sống cũng như những mâu thuẫn của nạn nhân. Từ đó làm việc cơ sở cho việc xây dựng giả thuyết điều tra, kế hoạch điều tra. Cơ quan điều tra có thể nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án dựa trên mối quan hệ, sinh hoạt và sử dụng thời gian của nạn nhân trước khi bị giết. Đồng thời, có thể phát hiện những phương thức, thủ đoạn che giấu tội phạm cũng như nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người. Thực tiễn cho thấy, hoạt động truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân trong điều tra vụ án giết người còn bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số vụ án đặt ra giả thuyết, nhận định không đúng về nạn nhân nên không làm rõ ngay được tung tích, lai lịch của nạn nhân, làm cho quá trình điều tra mất nhiều thời gian và công sức.
dẫn đến việc điều tra vụ án bị kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ điều tra. Trong tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, hoạt động điều tra ban đầu, nhất là khâu tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm còn một số hạn chế, thiếu sót. Một số trường hợp do việc triển khai lực lượng xuống hiện trường còn chậm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu thập các dấu vết, tài liệu. Ví dụ dấu vết máu, dấu vết đường vân, các loại đồ vật, tài sản, giấy tờ, tài liệu phục vụ cho hoạt động truy tìm tung tích nạn nhân. Đây là các thông tin quan trọng trong việc tiến hành các hoạt động để truy tìm tung tích nạn nhân, như thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, truy tìm tung tích nạn nhân thông qua các đồ vật, tài sản, phương tiện thu giữ tại hiện trường. Trong nhận dạng nạn nhân, trên thực tế, một số trường hợp do tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, thối rữa, nạn nhân bị thay đổi, biến dạng nên hoạt động thu thập vân tay phục vụ công tác trưng cầu giám định gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với các trường hợp tử thi được phát hiện trên khu vực sông, hồ, thường không có giấy tờ tùy thân, bị phân hủy nặng, không thu được dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng bị biến đổi, không còn khả năng nhận dạng là một khó khăn rất lớn cho công tác truy tìm tung tích nạn nhân. Trong truy tìm tung tích nạn nhân, xuất phát từ thủ đoạn gây án và che giấu tội phạm của các đối tượng phạm tội giết người ngày càng tinh vi. Sau khi giết nạn nhân, đối tượng đã che giấu tung tích nạn nhân bằng các thủ đoạn như đốt xác, buộc đá, ném xác nạn nhân xuống sông, hồ để che giấu, cắt đầu, ngón tay, ngón chân của nạn nhân, chặt nạn nhân thành nhiều bộ phận và phi tang ở nhiều thời điểm khác nhau. Lấy hoặc tiêu hủy các giấy tờ liên quan đến nạn nhân, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Trong công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra và các lực lượng nghiệp vụ khác, sự phối hợp còn mang tính hình thức nên hiệu quả truy tìm tung tích nạn nhân chưa cao. Việc phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở trong việc rà soát, phát hiện người mất tích, người vắng mặt chưa rõ nguyên nhân vẫn bộc lộ một số hạn chế như chưa nắm được đầy đủ các vụ việc liên quan đến người bị mất tích, chưa nắm được chính xác những người ngoại tỉnh cư trú làm việc, sinh sống, học tập trên địa bàn, những người vắng mặt không rõ lý do trên địa bàn để tiến hành so sánh, đối chiếu nhằm xác định tương đồng giữa tử thi và những người này.